Ngày 28 tháng 4, Quỹ ban nhân dân phường Trà Phú A ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy cộng đồng tại khóm 5 phường Trà Phú A. Tại buổi lễ, đại diện công an phường Châu Phú A đã công bố các quyết định thành lập và thông qua quy chế hoạt động của mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Tổ liên gia an toàn khóm 8 gồm 8 tổ có hơn 80 hộ dân, gồm các hộ có nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở riêng lẻ liền kề nhau. Theo đó, các hộ dân tham gia mô hình đã lắp đặt chuông báo cháy khu vực trong và ngoài hộ gia đình, trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá dỡ thông thường như thang dây, búa, kiềm cộng lực, được hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy, được cấp phát tài liệu cẩm nang phòng cháy chữa cháy trong gia đình đồng thời đã bố trí một điểm chữa cháy công cộng tại vị trí trung tâm của tổ liên gia có trang bị đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ mà bất kỳ người dân nào trong tổ liên gia cũng có thể dễ dàng sử dụng để dập tắt đám cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra việc xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện tổ chức chữa cháy có hiệu quả hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn khu dân cư cơ sở kinh doanh hộ gia đình